Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines tiết lộ chuyện mang bầu lần 3 và kế hoạch cho con gái đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ trong tương lai. Đội diễn viên Marian Rivera chia sẻ về việc mở rộng gia đình cũng như định hướng tương lai dành cho công chúa đầu lòng Zia. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Marian Rivera có được hỏi về kế hoạch sinh con thứ ba. Phản ứng lại, cô cho biết bản thân rất vui mừng nếu có thể đón thêm một thành viên nữa trong gia đình. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào sự ban phước từ Chúa. Là một người mẹ bản thân cũng từng là giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2022, Marian tiết lộ về định hướng tương lai dành cho con gái Zia với câu hỏi có cho cô công chúa nhỏ tham dự đường đua nhan sắc hàng đầu thế giới trên hay không, cô vui vẻ trả lời, tại sao không nhỉ, miễn là cô bé thật sự muốn. Tuy nhiên, Zia cần biết chắc chắn rằng bản thân phải có khát vọng lớn và mục tiêu giúp đỡ mọi người nếu cô bé đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Cuộc thi không chỉ là vì sắc đẹp. 5 năm biến đổi ngạc nhiên của mỹ nhân đẹp nhất Philippines và con gái cưng. Marian có chia sẻ lên trang Instagram hình ảnh quảng cáo mới của cô và cô con gái Zia. Trong hình, nữ diễn viên vũ điệu hoang dã cùng cô công chúa nhỏ diện đồ đỏ nổi bật. Marian cột tóc nửa đầu, để tóc mái tươi trẻ, con bé Zia buộc tóc cao, khoe trọn gương mặt xinh xắn. Người hâm mộ liên tục dành những lời khen ngợi diện mạo xuất sắc của hai mẹ con nhà Marian. Họ còn lôi ảnh cách đây 5 năm của cô và bé Zia để so sánh. Tại sinh nhật một tuổi của Zia, Marian và con gái cũng mặc đồ tông đỏ đỏ đồng điệu. Lúc bấy giờ, con gái cô tóc chưa nhiều, đôi mắt cô bé tròn xoe, ngơ ngác khi nhìn vào máy ảnh. Năm năm sau, Zia đã lớn phỏng, trở thành sao nhí hot nhất nhì Philippines. Cô bé diễn xuất, tạo dáng rất chuyên nghiệp. Về phần Marian, cô được nhận xét ngày càng nhuận sắc hơn, bất chấp đã bước sang tuổi 37 và trải qua hai lần sinh nở. Nhưng sắc phóc của Marian không những không tàn phai mà còn ngọt ngào hơn trước. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines xây biệt thự trong mơ để chuẩn bị đón thêm thành viên mới chăng? Gần đây, Marian có chia sẻ hình ảnh một căn nhà nhiều tầng trong quá trình xây dựng. Có thể thấy công trình này được đầu tư bài bản, nổi bật là phần cầu thang. Sau đó, Đinh Đông cũng gây chú ý không kém khi đăng tải tấm hình cho thấy Marian đang đứng ngắm công trình. Cô thể hiện sự xúc động và hạnh phúc như thể giấc mơ của mình sắp trở thành hiện thực. Không ít cư dân mạng cho rằng Marian và ông xã tiến hành xây dựng biệt thự mà họ hằng ao ước. Thậm chí còn có những người nhận định vợ chồng mỹ nhân đẹp nhất Philippines làm nhà hoành tráng để cho chào đón sự ra đời của thành viên mới trong gia đình. nên thực tế thì mấy tháng trở lại đây, Marian liên tục dính phải tinh đồn bầu bí lần ba, cô để lộ vòng bụng nhô cao và thân hình khá mẫm mỉm. Tuy nhiên, phía Marian không hề lên tiếng trước thông tin cô mang thai thêm một lần nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.